cứu hộ trái tim. Hà đến gặp người nhà bệnh nhân để xin họ lên tiếng đính chính bảo vệ cho Vũ. Phòng Vũ đứng trước nguy cơ bị đuổi việc, thậm chí là bị tước chứng chỉ hành nghề vì vụ việc của anh bị mọi người phản ứng gay gắt. Không ai đồng ý cho việc làm thiếu trách nhiệm của bác sĩ như vậy. Những ý kiến tiêu cực của mọi người khiến cho Vũ gặp một đả kích lớn về tâm lý. Ngân Hà vì không muốn Vũ mất hết sự nghiệp. Dù sao, mọi chuyện rắc rối này cũng do mẹ con cô mang đến cho Vũ. Ngân Hà đã đến gặp vợ và con của bệnh nhân, quỳ gối xuống, xin họ hãy nói giúp Vũ một tiếng. Ở những diễn biến tiếp theo của bộ phim, liệu Ngân Hà có giúp được cho Vũ